Xin chào quý vị và các bạn. Khủng hoảng là một cái cơ hội rất lớn đối với những người có chuẩn bị kỹ cho mọi tình huống. Gần đây thì do dịch virus corona hoành hành trên khắp thế giới và khiến rất là nhiều nước gặp khốn đốn, thậm chí có những nước còn đóng cửa nền kinh tế của mình. Họ hạn chế cái việc buôn bán giao thương, dẫn đến là kinh tế có đứng trước nguy cơ phá sản hay là khủng hoảng kinh tế. Bởi vậy cho nên là hôm nay tôi sẽ thay mặt AZFIN trình bày với quý vị và các bạn chủ đề khủng hoảng kinh tế, rủi ro hay cơ hội. Thì nội dung tôi trình bày hôm nay gồm có 4 phần chính như sau. Trước tiên là tôi sẽ nêu qua cái lịch sử các cuộc khủng hoảng kinh tế trên thế giới từ những năm 1900 đến nay. Thứ hai là tôi cũng sẽ điểm qua những cái hậu quả của khủng hoảng kinh tế gây ra đối với nền kinh tế, đối với nhà đầu tư và đối với mọi người. Và thứ ba đó là rủi ro hay cơ hội khi khủng hoảng xảy ra. Và thứ tư, làm gì để đi lên từ khủng hoảng kinh tế. Trước tiên vào phần đầu tiên, đó là lịch sử các cuộc khủng hoảng kinh tế. Thì từ năm 1914 đến nay đã diễn ra 9 cuộc khủng hoảng kinh tế tất cả. Cuộc khủng hoảng đầu tiên có thể kể đến đó là Chiến tranh Thế giới thứ nhất năm 1914 đến năm 1918. Thì do chiến tranh xảy ra dẫn đến việc đình trệ kinh tế, cuộc đời sống nhân dân hết sức khó khăn, các doanh nghiệp thì phá sản hàng loạt. Thì đây là một cuộc khủng hoảng đầu tiên của thế kỷ thứ 20. Thứ hai là đại khủng hoảng năm 1929. Sau cái giai đoạn chiến tranh kết thúc vào năm 1918 thì kinh tế được phục hồi, sản xuất phục hồi, và đến năm 1929 thì cái cung sản phẩm trên thế giới nhiều vô cùng. Do đó nó bị cái khủng hoảng gọi là thừa cung. Những năm đó thậm chí các cái hãng ô tô còn chở ô tô ra biển để đổ xuống cơ, thay vì việc bán ra ngoài với giá rất rẻ mạt. Đó, thì cái cuộc đại khủng hoảng này đã gây lên những cái sự khó khăn hết sức mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu và ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế. Tiếp theo vào năm 1937, khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra thì khủng hoảng đã xảy ra trong cái giai đoạn này cũng rất mạnh mẽ. Khi chiến tranh xảy ra thì mọi nguồn lực họ dồn hết vào cho chiến tranh chứ không chú ý nhiều đến các cái hoạt động kinh tế. Bởi vậy cho nên nền kinh tế thế giới giai đoạn này hoang tàn vô cùng ạ. Và tiếp theo đến năm 1973 thì có khủng hoảng dầu mỏ. Thì giai đoạn này do kinh tế thế giới tăng trưởng phát triển rất là mạnh thì giá dầu mỏ tăng cao đột biến, khiến cho cái đầu vào trở lên là đắt đỏ hơn, và các nền kinh tế trên thế giới bị chao đảo rất nặng nề. Thì và nó cũng tác động giống các cuộc khủng hoảng trước rất là mạnh mẽ và ảnh hưởng đến rất nhiều, đặc biệt là các cái nước phát triển mạnh cái giai đoạn đó. Tiếp theo, cuộc khủng hoảng thứ 5 là diễn ra vào năm 1987 và có một cái ngày thứ hai đen tối ở năm đó. Thì cuộc khủng hoảng này thì cũng cuốn đi không biết bao nhiêu tài sản của các cái cá nhân, cũng như là không biết bao nhiêu các cái doanh nghiệp đã phải phá sản rất nặng nề. Và sau khủng hoảng này thì Nhật Bản, nền kinh tế hàng đầu lúc đó, thì đã trở nên yếu đuối dần cho đến tận ngày nay. Và cái cuộc khủng hoảng năm 1997 xuất phát từ Đông Nam Á, cụ thể là xuất phát từ Thái Lan. Thì đây là một cái cuộc khủng hoảng tài chính ở diện quy mô ở châu Á là chính. Tuy nó không lan ra toàn cầu, tuy nhiên nó cũng kéo lùi sự phát triển của các nước Đông Nam Á rất nhiều. Trong đó đặc biệt là Thái Lan, thì nó kéo lùi phát triển của đất nước này lên đến khoảng 5 năm. Và cuối cùng mở đầu cho một cái cuộc khủng hoảng của thế kỷ thứ 21, đó chính là bong bóng .com năm 2000. Thì khi mà các cái cổ phiếu công nghệ được đẩy giá một cách quá đà, gấp cả 5 đến 10, thậm chí hàng trăm lần so với giá trị thực của nó. Và đến khi cái nguồn tiền cung cấp đẩy cái giá cổ phiếu của các cái hãng công nghệ này không còn nữa, thì nó đã sụp đổ. Và rất nhiều các cái công ty có vốn hóa giảm còn 99%. Cụ thể có những cái tỷ phú cũng bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề bởi khủng hoảng này. Ví dụ như tỷ phú Son
nổi tiếng đầu tư mạo hiểm chẳng hạn, giai đoạn năm 2000 là người giàu nhất thế giới với khoảng 70 tỷ đô, nhưng sau khủng hoảng ông ta chỉ còn đâu đó có khoảng 1 tỷ đô thôi. Thì bong bóng dotcom này ảnh hưởng mạnh mẽ nặng nề nhất đến đối với các cái doanh nghiệp công nghệ của Mỹ và nó tác động rất sâu rộng lan tỏa đến hết các cái lĩnh vực khác của nền kinh tế. Và đến năm 2008 thì cái cuộc khủng hoảng tài chính tiếp tục xảy ra. Lần này nguyên nhân của khủng hoảng là do nợ dưới chuẩn đã lan rộng rất là nhiều trong cái lĩnh vực bất động sản và mở đầu cho một cái chuỗi sụp đổ rất là lớn trên thế giới, đó chính là cái việc phá sản của Lehman Brothers năm 2008. Và sau đó kinh tế thế giới phải mất rất nhiều năm mới có thể phục hồi lại một cách trơn tru và ok như những cái giai đoạn vừa qua. Và đến năm 2011 thì có một cuộc khủng hoảng kinh tế nhỏ hơn, đó là khủng hoảng nợ châu Âu, rồi là khủng hoảng chính trị ở Trung Đông. Thì cụ thể nhất ở châu Âu đó chính là Hy Lạp, đã chính phủ Hy Lạp về cơ bản đã coi như là phá sản, và cái này nó cũng tác động rất mạnh mẽ đến nền kinh tế của toàn châu Âu. Thì chúng tôi cho rằng với cái sự hoành hành của virus corona, bên cạnh đó là cái nền kinh tế của chúng ta đã được bị sử dụng cái đòn bẩy rất là lớn. Chính vì thế cái việc xảy ra khủng hoảng năm 2020, 2021 gần như là trong tầm tay rồi. Đó, gần như là trong tầm tay rồi. Nếu nó xảy ra thì cũng đúng với một cái chu kỳ khoảng độ 10 năm, hơn 10 năm xảy ra một cuộc khủng hoảng. Vậy, khủng hoảng là gì mà rất nhiều người lo sợ và quan tâm? Đó là nó để lại các cái hậu quả vô cùng khôn lường và vô cùng khủng khiếp. Nó phá hủy lực lượng sản xuất, đẩy lùi sự phát triển của các đất nước. Thì nếu mà khủng hoảng xảy ra chẳng hạn, thì người ta tính toán nó có thể đẩy lùi sự phát triển của đất nước 5 đến 7 năm trước. Đó, khủng hoảng làm cho tất cả các doanh nghiệp gặp khó khăn, trong đó rất nhiều doanh nghiệp phá sản, rồi là rất là nhiều người bị thất nghiệp. Tiếp theo là khủng hoảng thì nó làm cho không những là người ta không kiếm được việc làm, mà nó còn gây nên gánh nặng rất là mạnh lên cái chính phủ của các nước, bởi vì phải trợ cấp các cái thất nghiệp. Do đó là khủng hoảng gây ra cho mọi người cái nỗi hoang mang vô cùng lớn. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy ạ. Còn đối với thị trường chứng khoán thì khủng hoảng sẽ gây cho thị trường chứng khoán sự hoảng loạn vô cùng lớn. Cổ phiếu thì mất giá thê thảm. Thì như ở trên đây, biểu đồ đây, tôi đưa ra cái chart của Dow Jones và của Nasdaq trong vòng 25 năm qua. Thì chúng ta nhìn Dow Jones có thể thấy khủng hoảng dotcom năm 2000. Khi đó Dow Jones khoảng độ 11.500 điểm đã giảm về còn có 7.500 điểm. Tức là giảm khoảng độ hơn 40%. 40%. Thì đến năm 2008 khi khủng hoảng tài chính xảy ra thì Dow Jones cũng giảm từ khoảng 14.000 điểm xuống đâu đó còn có khoảng 7.000 điểm, tức là giảm mức 50%. 50%. Thì ở Nasdaq thì nó thể hiện mạnh hơn trong cái khủng hoảng dotcom, bởi vì đa phần các cái doanh nghiệp công nghệ thời đó là niêm yết ở cái sàn này. Thì có thể thấy rằng Nasdaq đã giảm từ mức khoảng độ 4.600 điểm về còn 1.000 điểm. Tức là giảm đến khoảng độ gần 80%, gần 80%. Đó, thì năm 2008 thì khủng hoảng nó có nhẹ nhàng hơn ở đối với cái sàn Nasdaq này, khi mà chỉ số từ 2.350 điểm về cũng còn có 1.100 điểm thôi, tức là nó mất 50% giá trị. Còn vào năm 2020, tính đến nay là vào ngày 22 tháng 3 năm 2020, thì chỉ số Dow Jones đã giảm từ mức đỉnh lịch sử 29.500 điểm về còn có 19.100 điểm. Tức là giảm khoảng 10.400 điểm, giảm khoảng 33-35%. Thì nếu khủng hoảng xảy ra, hay nói cách khác là virus corona tiếp tục hoành hành và khủng hoảng xảy ra, thì hoàn toàn Dow Jones có thể rơi về mức khoảng 15.000 điểm, tức là mất 50% giá trị là hết sức bình thường, không có gì phải bàn cãi cả. Còn ở Việt Nam,
khủng hoảng kinh tế năm 2008 tác động rất là sâu rộng và mạnh mẽ đến cái nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. VN Index giảm từ mức hơn 1.100 điểm còn có 235 điểm thôi, tức là nó giảm lên đến khoảng độ 75-80% index. Còn hiện nay VN Index sau khi tạo đỉnh vào tháng 4 năm 2018 1.200 điểm thì đến nay đâu đó cũng chỉ còn có hơn 700 điểm mà thôi, tức là nó giảm tương đương với khoảng độ hơn 30%, gần 40% rồi ạ. Nếu mà kinh tế tiếp tục khó khăn thì hoàn toàn VN Index có thể mất điểm thêm. Nếu kịch bản xấu nhất thì chúng tôi cho rằng có thể về đến 400-500 điểm, bởi vì ở trên sàn này hiện nay còn rất nhiều các cái doanh nghiệp có các cái khoản nợ rất lớn, dòng tiền họ mang lại thì không nhiều, do đó những cái doanh nghiệp đó mà phá sản hoặc là khó khăn nó sẽ kéo theo toàn bộ VN Index giảm xuống. Bên cạnh đó chính là cái việc các cái khối ngoại, các cái quỹ ngoại, các nhà đầu tư ngoại đã bán ồ ạt cổ phiếu Việt Nam để chuyển về đô la ở Mỹ cho nó an toàn. Thì cụ thể là từ đầu năm đến nay, trong vòng chưa đến 3 tháng mà khối ngoại đã bán dòng tổng cộng khoảng độ hơn 4.000 tỷ đồng, tức là hơn 200 triệu đô đấy ạ, hơn 200 triệu đô. Và nếu tình hình này vẫn cứ tiếp tục thì lượng tiền trong nước rất khó có thể đỡ lại được cái dòng rút vốn này, và thị trường chứng khoán tiếp tục giảm sâu là một điều khó tránh khỏi. Đó. Vậy thì khủng hoảng kinh tế là rủi ro hay cơ hội? Thì chúng tôi cho rằng khủng hoảng kinh tế là rủi ro. Trước tiên đối với nền kinh tế yếu kém, nó sẽ rất nguy hiểm. Ví dụ như Ý, Nhật, hai nước này kể cả chưa có virus corona xảy ra thì đã có cái nội tại rất là yếu rồi. Thế do đó với lần này việc virus bùng nổ như vậy thì chúng tôi cho rằng Ý và Nhật gần như chắc chắn đã bước một chân vào khủng hoảng rồi, và các quý tới sẽ có những cái báo cáo cập nhật rất là bi quan về các cái nước này. Thứ hai, nó là rủi ro đối với các cái doanh nghiệp kém chất lượng, có tính chu kỳ cao, thì bao gồm các cái doanh nghiệp nợ vay lớn. Khi khủng hoảng xảy ra, những cái doanh nghiệp này bị áp lực trả lãi và gốc rất lớn, trong khi hàng hóa thì họ không bán được nhiều, dòng tiền thì họ không thu được, thì cái việc khủng hoảng sẽ góp phần đẩy các doanh nghiệp này đến cái bờ vực phá sản nhanh hơn. Đó, rồi là các cái doanh nghiệp đầu tư nhiều vào các cái tài sản rủi ro, ví dụ như họ nắm quá nhiều cổ phiếu chẳng hạn, hay họ nắm quá nhiều bất động sản chẳng hạn, thì cũng rất nguy hiểm trong cái giai đoạn này. Đó, và tiếp theo là các cái doanh nghiệp bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh như là du lịch, khách sạn, hàng không, rồi là bán lẻ, rồi là ăn uống thì sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Thậm chí chúng tôi cho rằng nếu việc này tiếp tục kéo dài có thể lên đến 30%, thậm chí hơn, các cái doanh nghiệp trong các cái lĩnh vực này bị phá sản là một chuyện bình thường. Tiếp theo, đối với các cái cá nhân thì khủng hoảng kinh tế là rủi ro rất lớn đối với những người không có chuẩn bị trước. Trước tiên đó là những người nghèo. Những người nghèo thì họ thường không có đủ nhiều tiền dự trữ để có thể trải qua khủng hoảng một cách êm đẹp được. Nếu họ thất nghiệp, họ mất việc thì cái lượng tiền tiết kiệm của họ đâu đó không đủ cho 1 đến 2 tháng chi tiêu đâu, và cái việc gây ra rất nhiều khó khăn cho họ là một điều chắc chắn, thậm chí có thể gây ra cái việc là tự tử và nhiều cái vấn đề nguy hiểm khác. Rồi là khủng hoảng sẽ là cái rủi ro rất lớn đối với người vay nợ nhiều. Bởi vì trong lúc khủng hoảng xảy ra, dòng tiền rõ ràng là của chúng ta không thu hồi được nhiều, trong khi nợ vay lớn thì sẽ có áp lực phải trả hàng tháng rất là nhiều. Bên cạnh đó, khi khủng hoảng xảy ra, thông thường lãi suất thậm chí còn tăng cao cơ, thì khi đó áp lực sẽ ngày càng lớn hơn. Rồi là đối với các người sở hữu nhiều tài sản rủi ro, ví dụ các nhà đầu tư mà sở hữu gần như 100% cổ phiếu chẳng hạn, thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong cái giai đoạn này. Rồi là đặc biệt nữa, đến đối với những người mà có kỹ năng làm việc kém hiệu quả thì sẽ bị đào thải trong các cái cuộc khủng hoảng này, và việc thất nghiệp gây ra khó khăn cho xã hội, cho gia đình là một điều gần như chắc chắn. Tuy vậy, có phải khủng hoảng toàn là một màu xám không?
thì chúng tôi cho rằng không phải như vậy. Khủng hoảng nó vẫn tạo ra rất nhiều các cái cơ hội lớn cho những người biết chuẩn bị. Trước tiên, đối với nền kinh tế thì khủng hoảng tạo ra cơ hội vươn lên cho các nền kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh. Thứ hai, đối với doanh nghiệp thì tạo ra cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp khỏe mạnh với tiềm lực tài chính mạnh, tái cấu trúc thành công. Khi đó, các đối thủ của họ đã dần chết đi và tất nhiên thị phần sẽ chuyển về tay họ. Thì đây là cơ hội cho những doanh nghiệp này lớn mạnh lên rất nhiều. Tiếp theo, đó là đối với cá nhân thì khủng hoảng là một cái cơ hội rất lớn đối với những người có chuẩn bị kỹ cho mọi tình huống. Cụ thể, đối với những người mà nhiều tiền mặt thì lúc này tiền mặt là vua và cơ hội sẽ đến rất nhiều khi mà giá tài sản bị giảm giá một cách rất rẻ. Thì đây là những cái cơ hội cực lớn đối với những người nhiều tiền mặt. Rồi là tạo ra cơ hội cho những người có cái cơ cấu tài sản chất lượng và an toàn. Bên cạnh đó là những người lạc quan và sẵn sàng tìm kiếm các cái tài sản giá rẻ để đầu tư cũng sẽ tận dụng được rất nhiều từ các cái khủng hoảng này. Đó. Vậy thì khủng hoảng kinh tế là cơ hội hay rủi ro? Thì chúng tôi cho rằng chỉ có cải cách mới thay đổi được trật tự thế giới của các nước. Tiếp theo là sau chiến tranh thì sẽ xuất hiện các cái khủng hoảng mới. Tương tự như vậy thì chỉ có khủng hoảng mới có cơ hội thay đổi vị trí của chúng ta trên cái bản đồ giàu nghèo ở đất nước, ở trên thế giới. Đó. Và chúng ta làm gì để có thể đi lên tận dụng các cái cơ hội từ khủng hoảng? Thì chúng tôi cho rằng không chỉ những người nhiều tiền mặt hay chuẩn bị tốt, kể cả những người chưa chuẩn bị thì bây giờ vẫn chưa muộn đối với họ để có thể tận dụng cơ hội đi lên từ khủng hoảng. Trước tiên là nhà đầu tư cần phải tiết kiệm thông qua một là chi tiêu của chúng ta mang tính hợp lý và tiết kiệm hơn. Thứ hai là hạn chế mua các cái tiêu sản. Nếu chúng ta chưa cần thiết thì chúng ta chưa nên mua ô tô hay chưa nên mua nhà rộng, nhà lớn. Bởi vì khi mua ô tô chẳng hạn thì cái tiền nuôi ô tô hàng tháng cũng rất lớn. Trong khi cái điều kiện khủng hoảng xảy ra thì nguồn thu khá là eo hẹp. Hay là các cái căn nhà cũng thế. Đó, thì chúng ta hạn chế mua các cái tiêu sản này nếu không cần thiết. Và chúng ta hãy tập thể dục thật nhiều để cho sức khỏe tốt hơn. Thì cũng tiết kiệm được rất nhiều các cái tiền liên quan đến thuốc chữa bệnh hay vân vân. Cộng thêm là chúng ta có tinh thần minh mẫn hơn, tốt hơn để chúng ta có thể nâng cao cái kiến thức hiểu biết của mình để đón nhận các cái cơ hội sau khi khủng hoảng đi qua. Thì chúng ta cần phải chuẩn bị thứ nhất về kiến thức chuyên môn. Thứ hai là cần phải bắt kịp xu thế và thời đại ở những cái lĩnh vực mới hay những cái công việc mới hay là những cái kỹ năng mới. Đó, đối với những người mà không chịu cải tiến, không chịu học hỏi những cái mới thì chúng tôi cho rằng rất dễ bị đào thải. Còn ngược lại, đối với những ai bắt sóng được cái xu hướng thì họ sẽ luôn là những người đón nhận được các cơ hội lớn nhất sau khi khủng hoảng xảy ra. Và thứ ba là chúng trong cái việc tích lũy cái hiểu biết này, đó là theo chúng tôi cần phải nâng cao cái kỹ năng giao tiếp và cái quan hệ xã hội tốt hơn. Bởi vì ở như ở Việt Nam, nhiều lúc cái cơ hội nó đến từ quan hệ rất là dễ dàng. Đó. Kiến thức chuyên môn là một vấn đề, kinh nghiệm là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu chúng ta có quan hệ mật thiết, quan hệ rộng và mọi người biết được đến chúng ta thì cái cơ hội của chúng ta nó sẽ rộng mở hơn, dễ dàng hơn và nó mang lại nhiều lợi ích hơn. Và cuối cùng, đó là chúng ta cần phải trở thành một nhà đầu tư thông minh trong cái khủng hoảng này để có thể tận dụng tốt các cái cơ hội từ việc giá tài sản liên tục giảm và trở lên rẻ vô cùng luôn. Đó là chúng ta áp dụng cái chiến lược như này Warren Buffett đã nói: mua khi người ta chán và bán khi người ta thèm. Bên cạnh đó là chúng ta hãy tập trung mua những cái cổ phiếu giá trị 100 đồng với giá dưới 50 đồng. Thậm chí chúng ta có thể mua những cổ phiếu giá trị 100 đồng với giá chỉ khoảng 20 đồng thôi. Bên tương tự như vậy, đối với kênh bất động sản cũng thế. Thì khủng hoảng sẽ làm cho giá bất động sản giảm rất là mạnh. Thì đây cũng là cái cơ hội rất lớn đối với những ai yêu thích bất động sản để có thể tăng tài sản gấp nhiều lần sau khủng hoảng. Thực tế cho thấy
có rất nhiều các cái tỷ phú giàu lên rất là nhanh chóng, rất là mạnh mẽ và bền vững sau khủng hoảng. Ví dụ như tỷ phú Warren Buffett, cứ sau mỗi lần khủng hoảng, mỗi cuộc khủng hoảng thì tài sản của ông thường tăng gấp 2 đến 3 lần. Ví dụ như khủng hoảng dotcom năm 2000 chẳng hạn, đến năm 2005 06 thì tài sản ông đã tăng gấp mấy lần rồi? 3 lần. Thì tương tự khủng hoảng năm 2008 thì đến nay thì tài sản của ông ấy cũng tăng khoảng độ 2 lần. Và sau cái khó khăn khủng hoảng năm 2020 21 này thì chắc chắn là tài sản của ngài Warren Buffett cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Bởi vì ông ấy đã chuẩn bị rất là nhiều tiền mặt để có thể đón bắt những cái cơ hội trời cho chỉ có trong khủng hoảng. Và chúng tôi cho rằng khủng hoảng là một cái cơ hội làm giàu rất là bền vững, hiếm có, và có thể nói rằng là 10 năm có một lần. Nếu chúng ta không biết tận dụng tốt thì nó sẽ chỉ là rủi ro, còn nếu chúng ta tận dụng tốt, nó luôn là cơ hội. Vậy thì tôi cho rằng khủng hoảng ấy là rủi ro, là cơ hội, tất cả đều do chúng ta quyết định mà thôi, chứ không phải là do ai cả. Đó, trên đây là những cái trình bày của tôi về cái việc khủng hoảng là cơ hội hay rủi ro. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn cần thêm những cái tư vấn chi tiết hơn thì hãy comment bên phía dưới để chúng tôi có thể giải đáp tốt nhất cho quý vị và các bạn, để chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội 10 năm có một này. Xin chào và hẹn gặp lại.